Phát biểu khai mạc, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam chia sẻ, từ đầu tháng 10 đến nay, khúc ruột miền Trung đã và đang phải hứng chịu nhiều cơn bão lũ lớn, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Đài Tiếng Nói Việt Nam ngoài việc cử nhiều nhóm phóng viên trực tiếp tác nghiệp tại những địa bàn nóng bỏng nhất để kịp thời phản ánh công tác phòng chống bão lũ, còn triển khai rất sớm hoạt động quyên góp, ủng hộ cho đồng bào miền Trung đang phải hứng chịu cảnh màn trời chiếu đất. Chương trình nghệ thuật thiện nguyện Thương về miền Trung cũng nằm trong khuôn khổ các hoạt động nghĩa tình đó. Xuyên suốt chương trình là những ca khúc về đất và người miền Trung, từ những ca khúc quen thuộc Thương về miền Trung, Mai em về Hà Tĩnh, Gửi người ở Huế, Quảng Nam yêu thương, đến những tác phẩm mới vừa ra mắt do chính những người con miền Trung sáng tác như ca khúc Thương miền Trung bão lụt của giáo sư anh hùng lao động Nguyễn Anh Chí, bài thơ Miền Trung ơi của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ. Tất cả đã tạo nên một vùng giao cảm tuyệt vời, nơi các nghệ sĩ và khán giả đều một lòng hướng về khúc ruột miền Trung với cả nỗi niềm đau đáu. Bà con miền Trung đang quá khổ, quá nhiều những cái chồng chất lũ chồng lũ, quá nhiều những cái đau thương, mất mát, có những câu chuyện quá xúc động. Và hôm nay mình cũng là chỉ là góp tiếng hát, nhưng mà đấy là tất cả những gì bọn mình đã rất cố gắng để có thể làm một chút gì đó cho miền Trung. Bên cạnh những tiết mục nghệ thuật đặc sắc, điểm nhấn của chương trình là phần đấu giá những hiện vật do các nhà hảo tâm đóng góp để quyên góp hỗ trợ miền Trung. Kết quả, bức chân dung của huấn luyện viên Park Hang-seo đã được một mạnh thường quân mua với mức giá 100 triệu đồng. Quả bóng có chữ ký của huấn luyện viên Park Hang-seo và các thành viên cầu thủ đội tuyển Olympic Việt Nam sau khi thi đấu thành công tại Đại hội Thể thao Châu Á ASEAN 2018 thu về 200 triệu đồng. Chiếc xe máy điện được bán với giá 130 triệu đồng. Qua radio thì tôi nghe, bởi vì tôi bao giờ tôi cũng nghe cái chương trình này, nhất là cái chương trình thời sự, cho nên là tôi biết được, chính tôi biết, cho nên là tôi nói là mình, một là mình đến để giao lưu, cái thứ hai là cũng góp một phần nhỏ nhỏ để chia sẻ cùng với bà con. Phải nói là đúng, ta đã thực hiện được cái nét văn hóa, mà nét văn hóa này nó đặc sắc đối với cái dân tộc Việt Nam. Qua cái này để làm cái mục đích giáo dục cho các cái lớp trẻ. Xúc động với ý nghĩa nhân văn của chương trình, huấn luyện viên Park Hang-seo cũng thông qua Đài Tiếng Nói Việt Nam trao tặng một bộ dụng cụ học tập trị giá 3.000 đô la Mỹ tới một trường học khó khăn ở miền Trung. Kết thúc phần đấu giá là giai điệu sâu lắng của ca khúc Đất nước do nghệ sĩ ưu tú Đức Long trình bày. Anh cũng chính là người đã kết nối bà con đang sống ở nhiều nơi trên đất nước Đức, từ Berlin, Leipzig, Frankfurt tới Praha của Cộng hòa Séc, ủng hộ đồng bào miền Trung với số tiền 280 triệu đồng thông qua chương trình Thương về miền Trung của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Người Việt Nam từ xưa nay vẫn thế, dù sống ở đâu, dù sống ở nơi nào, nhưng mà khi mà đã có khó khăn hoạn nạn thì mọi người đều chung lòng, chung sức. Vẫn là cái đức tính của người Việt Nam là lá lành đùm lá rách. Mọi người hãy tin tưởng là cái số mà bà con đóng góp 280 triệu này thì sẽ được đến tận tay những người mà thực sự là khó khăn. Đêm nhạc Thương về miền Trung đã khép lại, nhưng dư âm và sức lan tỏa của chương trình vẫn còn đọng mãi trong lòng khán giả, các nghệ sĩ, khơi dậy tình đoàn kết, sự sẻ chia của người dân cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài cùng hướng về khúc ruột miền Trung thương yêu.